Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Thanh Hóa rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ từ bậc học mầm non. Gia Lai phát hiện hàng ngàn bơm kim tiêm xả ra môi trường. Hòa Bình bắt khẩn cấp đối tượng vận chuyển 118 cá thể TT. Lâm Đồng rong ruổi theo những mùa ong. Thưa quý khán giả, những năm gần đây, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ được các nhà trường quan tâm. Từ những kỹ năng rất đơn giản như dạy trẻ vệ sinh thân thể đúng cách, đến những kỹ năng phức tạp như cách ứng xử trong các tình huống nguy hiểm, đều rất có ích giúp trẻ hình thành tính tự lập, phát triển các kỹ năng tự bảo vệ mình. Một buổi thực hành kỹ năng thoát hiểm khi hỏa hoạn của các em nhỏ trường mầm non Phú Sơn dưới sự hướng dẫn của các cô giáo, khi tiếng hô có khói độc vang lên, trẻ sẽ tìm phải khăn thấm nước bịt miệng, mũi và bò sát mặt đất tìm hướng thoát thân. Khung cảnh được tái hiện hỗn loạn như một đám cháy thật để rèn luyện cho trẻ sự bình tĩnh và nhanh nhạy. Từ khi cháu học cái kỹ năng sống thì trông nó tốt hơn. Thứ nhất là về cách chào khói, cách giao tiếp hàng ngày. Trong cuộc sống thì thấy cháu hơn rất nhiều mà cháu tự nhiên hơn, mạnh dạn hơn. Theo một khảo sát được thực hiện bởi một công ty an ninh mạng cho thấy, hiện có khoảng 63% trẻ ở độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi biết khởi động máy tính, nhưng chỉ 20% trong số đó biết tự bảo vệ mình trước những hiểm họa. Cách rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ bằng nhiều hình thức khác nhau là phương pháp tốt giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn, phản ứng nhanh trước những mối nguy hiểm có thể đe dọa sự an toàn của trẻ. Đối với lứa tuổi mầm non, mọi ý thức và hành vi đều trong quá trình hình thành. Do vậy, nếu kỹ năng sống được rèn luyện từ thời điểm này, nó sẽ trở thành bản năng và theo trẻ đến suốt đời. Thưa quý vị, trước sự tác động thất thường của thời tiết đã làm cho cây cà phê phát triển không theo quy luật, ảnh hưởng đến chất lượng vườn cây, vừa qua Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Cục Trồng trọt tổ chức diễn đàn sản xuất cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu, thu hút nhiều nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân đến từ hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum tham gia. Cà phê là một trong những cây trồng chính của Việt Nam. Tính đến năm 2016, cả nước có khoảng 643.159 hecta, trong đó diện tích kinh doanh là 599.000 hecta. Riêng vùng Tây Nguyên với 540.000 hecta chiếm 84% diện tích cả nước, vượt rất xa so với quy hoạch đến năm 2020. Hiện nay, ngành cà phê đang đối mặt với không ít khó khăn, như diện tích cà phê già cỗi ngày càng tăng, trong khi việc tái canh cà phê chưa đáp ứng nhu cầu. Sản phẩm cà phê chủ yếu xuất khẩu dưới dạng cà phê nhân nguyên liệu. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, dẫn đến nhiều vườn cà phê bị hạn hán, giảm năng suất. Mục đích của cái hội thảo ngày hôm nay là muốn là từ bà con nông dân cho đến nhà quản lý, nhà khoa học và hệ thống khuyến nông là cái cơ quan mà chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thì cùng ngồi lại để trao đổi, tham quan thực tế, sau đó là chúng ta trao đổi, hỏi đáp để tìm ra những cái giải pháp mà nó phù hợp nhất để thích ứng với biến đổi khí hậu. Ở đây nó là giải pháp kể cả về chính sách, kể cả về tiến bộ kỹ thuật, rồi những công nghệ áp dụng vào trong sản xuất cà phê. Tại diễn đàn, đa số các đại biểu đều cho rằng để sản xuất cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập thì cần phải thực hiện các biện pháp tưới tiết kiệm nước, xây dựng vườn cà phê đa dạng sinh học với hệ thống cây che bóng, chắn gió hợp lý, quản lý sâu bệnh theo phương pháp tổng hợp IPM, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình phát triển cà phê theo chuỗi từ trồng đến tiêu thụ cà phê. Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 và ngăn chặn các chủng virus cúm gia cầm nguy hiểm khác, các ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo phòng chống dịch và phát triển chăn nuôi. Nhờ đó, người chăn nuôi đã chủ động phòng bệnh cho đàn gia cầm của mình. Hiện tại, dịch cúm gia cầm chưa xuất hiện tại tỉnh Ninh Thuận. Song, công tác phòng chống dịch đã được các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai đồng bộ. Địa phương tích cực tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi sản xuất giống gia cầm trên địa bàn chủ động thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng chuồng trại, tiêm vaccine cho đàn gia cầm và cam kết không vận chuyển, mua bán gia cầm không rõ nguồn gốc. Cái bệnh này thì nó chủ yếu là phòng thôi và trị thì rất khó. Và trong cách phòng thì không những là phòng trong cái mùa này mà gia đình là nuôi gà từ gắn cái đợt trước thì chủ yếu phòng là chính. Phòng thì nhất là cái phát đồ vaccine á thì gia đình đã thực hiện rất là nghiêm túc. Hiện nay địa phương cũng đang tích cực vận động các hộ chăn nuôi kinh doanh giết mổ gia cầm thực hiện 5-0 trong phòng chống dịch cúm gia cầm. Đó là không thả rông gia cầm, không mua bán gia cầm mắc bệnh, không giết mổ gia cầm bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc,
không giấu dịch và không vứt xác gia cầm bừa bãi. Ngành thú y khuyến cáo người chăn nuôi cần có quần áo bảo hộ, giày dép và rửa tay bằng nước xà phòng. Khi nghi ngờ có dịch bệnh, cần báo với cơ quan chức năng để được tư vấn, trợ giúp và xử lý kịp thời. Thưa quý vị, hệ thống chợ ở khu vực nông thôn là kênh phân phối chủ lực hàng hóa đến người tiêu dùng. Thế nhưng tiềm năng của thị trường nông thôn đến nay vẫn chưa được các doanh nghiệp khai thác hiệu quả. Hiện toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 83 chợ nên được xem là kênh phân phối chủ lực hàng hóa đến người tiêu dùng. Cùng với đó, người tiêu dùng ngày càng tin tưởng lựa chọn hàng Việt, nên các tiểu thương trong chợ cũng mạnh dạn hơn khi bán các mặt hàng nội. Đa số những cái hàng như vậy đều là những cái cơ sở của Việt Nam sản xuất, còn rất là ít những cái sản phẩm của nước ngoài. Cái thứ hai nữa là đẩy mạnh cái quảng cáo các cái nhãn hàng trong nước để cho bà con đi chợ người ta nắm được những cái nhãn hàng như vậy và ủng hộ cho cái hàng Việt Nam chất lượng cao. 3 tháng đầu năm 2017, tại khu vực nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mức tăng trưởng ngành hàng tiêu dùng là 7%. Như vậy càng khẳng định nông thôn là thị trường giàu tiềm năng với doanh nghiệp. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà với thị trường nông thôn. Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt đang phải chịu cảnh khốc liệt trên thương trường quốc tế, rõ ràng thị trường nội địa là hướng đi hiệu quả và đúng đắn. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chiếm lĩnh tốt thị trường nông thôn. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thời gian gần đây, hàng ngàn kim tiêm đã qua sử dụng không nguồn gốc bất ngờ xuất hiện tại khu vực lâm viên Biển Hồ, đoạn giao giữa phường Yên Thế và xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tình trạng này đã và đang đe dọa đến sự an toàn của người dân nếu vô tình dẫm phải. Những ngày gần đây, nhiều người dân tại làng Pru Ngo, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai hoảng hồn khi phát hiện một bãi rác chứa hàng ngàn ống thuốc đã qua sử dụng cùng bơm kim tiêm tại khu vực đường thông lâm viên Biển Hồ. Trong những bơm kim tiêm vẫn còn những chất dịch, những mũi kim nhọn hoắt vương vãi khắp nơi. Theo đánh giá của địa phương, đây là rác thải của cơ sở y tế nào đó đã vô ý thức xả ra môi trường với số lượng lớn. Kim này là chỉ có là một trung tâm y tế hoặc là một bệnh viện nào mới đổ, vì đổ cả kim và cả cái ống thuốc. Vấn đề này cũng phải nên điều tra, vì cái khu vực này là khu vực sạch mà đổ như thế này là không phải mới, cũng đã đổ nhiều lần rồi. Chính vì vậy, đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành điều tra làm rõ, bởi đây là hành động vi phạm pháp luật và gây nguy hiểm cho người dân. Sau khi đơn vị kinh doanh du lịch tàu biển tại khu vực bãi biển gần cuối đường Trần Phú, thành phố Nha Trang ngưng hoạt động từ hơn 3 tháng nay, đơn vị này đã dỡ bỏ cầu tàu và để lại những cọc sắt mấp mé mép nước trên bãi tắm và hiện đang gây nguy hiểm rất nhiều cho những người tắm biển. Từ hơn 3 tháng nay, khi đơn vị du lịch tàu biển Sunstream ngưng hoạt động và tháo dỡ cầu tàu đã để lại nhiều cọc sắt lởm chởm nằm mấp mé ẩn hiện dưới mặt nước, gây nguy hiểm cho người dân và du khách khi ra tắm biển. Do đã xảy ra nhiều vụ tai nạn vì va quẹt vào cọc sắt nên người dân đã đóng cọc tre, giăng dây cảnh báo tại những cọc sắt nằm nổi trên bãi biển. Nhưng vẫn còn nhiều cọc sắt lúc trồi lúc ngập ẩn hiện theo con sóng thì khó cảnh báo, rất cần được ngành chức năng quản lý bãi biển Nha Trang sớm có biện pháp xử lý và khắc phục. Sáng ngày 8 tháng 4, Đại tá Trần Hoàng Nhũ, trưởng Công an huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự tài công Doãn Thanh Nam, 35 tuổi, về hành vi vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy. Cũng theo ông Nhũ, đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được nạn nhân Lưu Thị Mỹ Duyên, 19 tuổi, ngụ tại ấp 1 thị trấn Gành Hào, Đông Hải, được cho rằng còn mất tích trong vụ chìm tàu. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được tích cực triển khai. Theo cơ quan chức năng, hiện công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra tai nạn là cửa sông lớn tiếp giáp cửa biển, dòng chảy xiết, triều cường lên xuống liên tục trong ngày, cộng thêm gió to biển động, thời tiết trên địa bàn không thuận lợi. Theo thông tin mới nhất của Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải, tính đến thời điểm này, số người đi trên chiếc tàu gặp nạn ghi nhận được là 41 người, trong đó có 38 người thoát nạn, 2 người tử vong và 1 người mất tích. Tính đến chiều ngày 7 tháng 4, 17 người bị thương còn nằm điều trị tại bệnh viện. Theo các bác sĩ cho biết, tất cả các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang tiến triển tốt. Theo Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải, sau khi xảy ra sự cố, tài công Doãn Văn Nam bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Hiện ngành chức năng cũng đang tiến hành khám nghiệm chiếc tàu gặp nạn, đồng thời tiến hành lấy lời khai các nhân chứng nhằm sớm tìm ra nguyên nhân chính xác xảy ra chìm tàu. Được biết, tàu BL93322 không nằm trong đoàn tàu của ban tổ chức tham dự lễ hội Nghinh Ông. Thưa quý vị, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông báo quảng cáo công khai nhận làm biển số xe giả. Các đối tượng trên ngang nhiên quảng cáo hàng với nhiều mức giá khác nhau, thậm chí đưa ra nhiều cách để người sử dụng qua mắt lực lượng chức năng. Dạo qua các trang mạng xã hội, không khó để bắt gặp các lời chào bời làm biển số xe giả công khai với nhiều lời hứa hẹn hấp dẫn như biển số xe được làm thủ công,
có huất huy, có phản quang nhằm qua mắt cơ quan chức năng, với mức giá dao động từ 100 đến 900 nghìn đồng. Nhiều người đã có thể sở hữu cho mình một biển số xe giả chữ ý muốn. Alo, anh ơi, cho em hỏi có phải anh làm biển số xe phải không ạ? Đúng rồi em. Anh ơi, giá cả thế nào ấy nhỉ? Tùy em nhé. Anh nhớ là 500 một cái, 300 anh. Cái xe của 500. Em là xe Way Alpha ấy. Thì bây giờ làm cái biển cho cái xe của em là hết bao nhiêu tiền ạ? Làm biển cho em thì tầm cỡ 300 em. 300 ạ? Số như thế nào cũng được đúng không anh? Vâng, đúng rồi. Em có làm giấy tờ đúng không em? Làm giấy tờ luôn ạ? Vâng. Cả biển, cả giấy tờ thì bao nhiêu tiền anh? 2 triệu đấy em. Cho em hỏi một chút là cái biển của em lỡ mà bị công an tóm thì người ta có phát hiện được không? Thì có, chứ nó là biển giả sao, cái đó là biển của em chứ. Còn em, nếu như em muốn thì em làm giấy tờ luôn nhé. Thế thì em có phải cọc trước không ạ? Có nha em, cọc trước anh có làm nha em. À, rồi, thế thì cọc như thế nào? Đi chỉ bỏ nha em. Được biết, người có hành vi quảng cáo tìm kiếm khách hàng trên mạng xã hội để thực hiện việc làm biển số xe giả có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với mức phạt lên đến 7 năm tù giam. Bên cạnh đó, theo Bộ luật Hình sự, người sử dụng biển số xe giả sẽ bị phạt hành chính từ 300 đến 400 nghìn đồng. Trong trường hợp làm biển số xe giả để tiêu thụ xe gian, xe trộm cắp cũng sẽ bị phạt tù. Có thể thấy, việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng biển số xe giả là vi phạm pháp luật, song hiện trạng này vẫn ngang nhiên tồn tại. Mong rằng cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý vấn đề này hơn nữa để từ đó ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp theo là các thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Hòa Bình cho biết đã phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 29A16806 lưu thông theo hướng Thanh Hóa Xuân Mai có biểu hiện nghi vấn nên ra lệnh dừng xe nhưng lái xe đã tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác lập tức truy đuổi bắt giữ. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có nhiều thùng đựng TT sống thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Trước đó, ngày 5 tháng 4, trong khi làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh tại địa phận phố 6, xã Lạc Thịnh, Yên Thủy, Hòa Bình, tổ công tác yêu cầu kiểm tra xe ô tô nói trên, nhưng lái xe đã tăng ga bỏ chạy. Truy đuổi đến đoạn đường liên xóm thuộc xóm Yên Tiến, xã Yên Trị, thuộc huyện Yên Thủy, lực lượng buộc phải nổ súng bắn thủng hai lốp xe của đối tượng. Xe dừng, hai đối tượng nam giới trên xe bỏ chạy vào trong xóm. Qua kiểm tra trên xe, tổ công tác phát hiện có nhiều thùng đựng TT sống thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Tổ đã thông báo và phối hợp với công an huyện tổ chức truy bắt đối tượng bỏ chạy. Đến 19 giờ 15 phút, lực lượng công an đã bắt được một đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên Phan Xuân Bảo, sinh năm 1981, trú tại thị trấn Tây Sơn thuộc huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Số TT trên là của người tên Tuấn, hộ khẩu thường trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, hiện đang bỏ trốn. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 4, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 6 vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hậu, trú tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh về tội danh cướp giật tài sản. Qua đấu tranh ban đầu, Hậu khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã cùng đồng bọn đi cướp giật tài sản. Hiện Công an quận 6 đang phát thông báo truy tìm đồng bọn của Hậu có biệt danh là Cu Tụt. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 4 tháng 4, Cu Tụt rủ Hậu đi cướp giật tài sản, sau đó Hậu điều khiển xe máy chở Cu Tụt đi thực hiện hành vi phạm pháp. Khi đến đường Lê Quang Sung thuộc phường 2 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, cả hai gặp chị Quân Súp Han, du khách người Malaysia đang mua đồ. Thấy vậy, Cu Tụt nhảy xuống xe, giật chiếc bóp trên tay của tiểu du khách rồi bỏ chạy. Hành động của hai đối tượng đã bị anh Lê Văn Sung phát hiện, báo cho lực lượng chức năng và bí mật đuổi theo hai đối tượng. Khi hai đối tượng đến chợ Bình Tiên để đổi số tiền ngoại tệ vừa cướp được thì bị bắt giữ. Tuy nhiên, đối tượng Cu Tụt đã chen chân tẩu thoát. Tại cơ quan công an, đối tượng Hậu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện tại cơ quan công an quận 6 đang phát lệnh truy tìm đối tượng Cu Tụt. Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Hòn, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại Đồng Tháp, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương truy nã về tội trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian làm công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn lốp Cung Hô, có địa chỉ tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, từ năm 2009 đến cuối năm 2010, Phạm Văn Hòn đã móc nối với các công nhân khác cùng bảo vệ, lái xe và kế toán của công ty, lấy trộm lốp xe thành phẩm của công ty mang ra ngoài bán lấy tiền, chia nhau tiêu xài. Tổng cộng, chúng đã thực hiện trót lọt 5 vụ, lấy trộm 157 lốp xe với tổng trị giá gần 160 triệu đồng. Theo đồng bọn bị bắt, Phạm Văn Hòn đã bỏ trốn. Đến ngày 7 tháng 4 thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Tân Bình, thị xã Bến Cát. Phần cuối chương trình là tiểu mục vấn đề hôm nay.
Thưa quý khán giả, những năm gần đây thị trường mật ong đang sôi động trở lại. Nghề nuôi ong ở Lâm Đồng cũng được người dân đầu tư nhiều hơn. Nuôi ong vốn đầu tư không quá lớn, ít thua lỗ, song người nuôi luôn phải di chuyển theo những mùa hoa để lấy mật. Những người nuôi ong cũng phải rong ruổi khắp muôn phương theo những trại ong di động. Mùa cà phê ở xã Xuân Thọ, Xuân Trường, Đà Lạt nở chậm hơn huyện Chi Linh hay Lâm Hà, nên những người nuôi ong từ các địa phương khác di chuyển các trại ong về đây để tận dụng mùa hoa cà phê lấy mật. Mỗi trại ong có khoảng từ 3 đến 400 thùng ong hoặc nhiều hơn nữa. Cùng với những trại ong là khoảng 10 lao động làm công việc thu mật, lấy sữa ong chúa và một số công việc khác. Ở đây nó trong vòng một tháng nữa, khoảng 3 đợt bông thì ăn hết cái đợt bông rồi mình lại chuyển về nhà. Tất nhiên mật của mình nó còn quyết định vào cái lượng bông, lượng hoa và thời tiết nữa. Những cái ngày hoa nở nó nắng ấm đấy, thì con ong nó đi lấy được lượng mật về nhiều thì lượng mật nó mới ngon, nó đẹp. Ăn uống tại chỗ, ngủ ở các bìa rừng và di chuyển liên tục từ địa phương này sang địa phương khác. Nhưng những người nuôi ong cho rằng nghề nuôi ong không quá khó. Nếu chịu khó học hỏi chỉ trong vòng vài tháng hoặc một năm là có thể nuôi ong, nhưng ong thành đàn. Tuy nhiên, ngoài việc phải di chuyển theo đàn ong, thì hiện nay môi trường ngày càng khắc nghiệt hơn, cộng với việc sử dụng thuốc bảo vệ ngày càng phổ biến đã làm cho nghề nuôi ong đôi khi không suôn sẻ. Cái ong này thì nói chung là nuôi có lời, cả gà rẻ vẫn có lời, nhưng mà do 2-3 năm nay thì mật nó cũng ấy hơn, nói chung là cũng không chạy bằng mấy năm trước. Nhưng mà từ năm đầu năm đến giờ thì giá mật thị trường đang bình ổn lại đấy. Mấy tỉnh miền Đông rồi Tây Nguyên này, Lâm Đồng mình thì chỗ nào cũng nuôi nhiều hết, tại nuôi ong không có nuôi một tập trung, nuôi rải rác mỗi xã chỉ vài người thôi. Để nhân giống một thùng ong, nếu thuận lợi sẽ mất khoảng 6 tháng có thể khai thác mật. Hiện nay, mỗi lít mật ong có giá từ 120 đến 140 ngàn đồng. Vào mùa hoa nở rộ, mỗi thùng ong có thể cho năng suất 1 lít mật trên 7 ngày. Ngoài ra, ong còn cho các sản phẩm như phấn hoa, sữa ong chúa. Với những người nuôi ong, dù vất vả nhưng đôi khi họ lại có những giây phút thư giãn, hòa cùng thiên nhiên. Thêm vào đó, nghề nuôi ong cũng không phải là nghề có rủi ro cao, nên những người nuôi ong cũng ít khi từ bỏ nghề. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Việt Nam áp dụng kỹ thuật mới trong phẫu thuật tắc đoạn gần tử cung. Cân mạnh tay với các công trình xây dựng trái phép. Bình Dương bắt giữ đối tượng gây hàng loạt vụ cướp xe ôm. Thông điệp của Ngày Y tế Thế giới năm 2017: trầm cảm, hãy nói chuyện.